Dạ, em xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo. Dạ, và trước màn hình của cô chú anh chị bạn, em đang đứng ngay vị trí này, đó là chợ Đầm Tròn quý vị. Đây là những hình ảnh của chợ Đầm Tròn cũ nè. Nó là hình cánh hoa sen rất đẹp. Đứng nhìn ở từ trên cao xuống là thấy chợ Đầm này nó hình tròn và hình của bông hoa sen. Thì ngôi chợ Đầm Tròn cũ này tạm đóng cửa lâu nay quý vị, đóng cửa rồi, không có hoạt động nữa. Và các tiểu thương đã dọn qua để hoạt động kinh doanh bên chợ Đầm Tròn mới, là nó hình vòng cung phía sau của chợ Đầm Tròn cũ này. Đó, đây là những hình ảnh của chợ Đầm Tròn mới quý vị. Đây là cổng số 5 này. Đó là hình vòng cung bọc phía sau. Đó, ngôi chợ Đầm mới này cũng khá là rộng rãi và đẹp. Đó là ngôi chợ mới mà. Trong video hôm nay em xin gửi đến cô chú chị bạn một số hình ảnh của chợ Đầm nha, xem tình hình khu vực chợ Đầm kinh doanh buôn bán vào những ngày cuối cùng của năm 2022 nhé quý vị. Thì video này em thực hiện được hôm nay là vào buổi sáng của ngày 29 tháng 12 năm 2022 quý vị. Thì đây là những hình ảnh của chợ Đầm vào những ngày cuối cùng của năm, và xem thử ở bên trong chợ bà con tiểu thương đồ kinh doanh buôn bán như thế nào nhé quý vị. Nay bắt đầu tới Tết rồi thì không biết là các cái mặt hàng nó có nhiều hơn không, và cái lượng người đi mua sắm nó như thế nào. Ở đây là cái cổng số 5 đi vào của chợ, thì phía trước là các cái mặt hàng như là đồ khô, đồ hải sản rồi này quý vị, các loại hải sản khô, mực rồi tôm, đủ các loại hết á, kiến này. Ở đây chả cá, mực một nắng là những ngành hàng về hải sản. Đây là những hình ảnh của ngôi chợ Đầm mới nha quý vị, hình vòng cung bọc phía sau lưng của chợ Đầm Tròn cũ. Chợ Đầm mới này cũng rộng rãi và rất là thoáng. Bây giờ mời cô chú chị bạn sẽ vào một vòng vào khu vực của tầng dưới, tầng 1 này của chợ Đầm, rồi em sẽ lên tầng 2, tầng 3, rồi em sẽ đi qua khu vực bên những cái vầy bên mấy bên kia là khu vực bán đồ tươi sống quý vị. Em sẽ qua bên khu vực đồ tươi sống nữa. Em sẽ quay một số hình ảnh cho cô chú các bạn xem, cập nhật tình hình những ngày sắp hết năm 2022, chuẩn bị đón chào năm mới Tết 2023. Thì thị trường mua sắm cũng như là cái lượng hàng hóa vào những ngày Tết thì sắp đến Tết thì nó có nhiều hay không nha, dồi dào hay không. Thì chỗ này cũng có bán mực rim rồi các loại này đó. Quý vị mà muốn vào chợ Đầm để mua các loại đồ khô về hải sản, mực rim nữa, thì có thể ghé ở cổng số 5 nha. Dạ, cổng 5, cổng này em đi vào bán rất là nhiều mực, quá trời mực luôn vậy. Tôm rim nữa nè, rồi có cả yến. Cái chợ thì hoạt động cũng chưa có đầy đủ hết vậy. Dạ, kính thưa cô chú chị bạn, cái chợ Đầm nó là một cái ngôi chợ trung tâm của thành phố biển Nha Trang quý vị. Nó cũng là một cái kiến trúc, công trình kiến trúc rất là đẹp và rất độc đáo. Thì ngôi chợ Đầm ở đây là nó có hình tròn và với cái hình hoa sen đó quý vị, nhìn từ trên cao rất là đẹp luôn. Đó. Thì đây cũng là ngôi chợ rất là lớn. Ngồi cái ngôi chợ sớm mới này, ngôi chợ Vĩnh Hải bên phía Bắc, thì chợ Đầm là một ngôi chợ lớn nhất các vị, cũng là một cái biểu tượng thương mại của thành phố biển này. Thì đây là cái trung tâm thương mại mua sắm, cũng là cái địa điểm tham quan du lịch. Thì khách du lịch khi đến Nha Trang tham quan thì cũng hay ghé khu vực chợ Đầm này để mua sắm như là vải rồi quần áo rồi các cái đồ lưu niệm, đồ thủ công mỹ nghệ vậy, rồi các cái đồ khô, các cái đặc sản của ở Nha Trang nữa. Dạ. Và để nói về cái lịch sử hình thành của ngôi chợ Đầm này thì em cũng xin chia sẻ cho thêm cô chú chị bạn một số thông tin về cái quá trình hình thành của cái ngôi chợ Đầm này nha. Dạ.
Thì chợ nó có cái tên chợ đầm bởi vì là nó nằm trên một cái đầm, vì cái đầm ở đây thì nó anh thông ra cái cửa sông dưới ở chân cầu Hà Ra ấy. Thì đầm nó rộng khoảng hơn 7 hectare vậy, thì hai bên bờ là nhà cửa của nhân dân, và phía cuối của cái đầm á, thì nó giáp với đường Phan Bội Châu bây giờ nè vậy. Cái đường Phan Bội Châu bây giờ là bán đèn đồng rất là nhiều ở phía trước cổng của ngôi chợ đầm bây giờ. Thì lúc lúc đó là ngôi chợ nó nằm ở ở ngay vị trí đó vậy. Thì nó được xây dựng từ cũng từ năm 1908 mà đó. Cho nên là lúc đó thì người ta hay gọi là chợ đầm, cũng hay hay là gọi là chợ cửa nữa, bởi vì nó chỉ cái nơi cửa sông. Còn cái chợ đầm tròn hiện tại bây giờ á, là nó nằm ở vị trí ngay, ngay cái đầm vậy, là một ngay cái đầm. Còn trước thời điểm đó nữa là ngôi chợ chợ đầm là cũng có cái tên là chợ cửa đó, thì nó nằm ở gần ngôi đường Phan Bội Châu bây giờ nè. Và nó được xây cất từ những năm 1908 à. Thì lúc đó thì ngôi chợ nó nằm ở ngoài đó, và dần dần một thời gian thì dân số nó tăng lên đó vậy, thì chợ nó cũng không còn phù hợp nữa. Thì cũng có cái dự án là chuẩn bị là lên kế hoạch để mà xây dựng chợ mới á, nhưng mà cái dự án chuẩn bị chưa có làm, chưa có thực hiện á, thì đến năm 1968 á, nó xảy ra một cái vụ hỏa hoạn rất là lớn quý vị, và nó làm cho 126 ngôi nhà bị cháy rụi đi. Thì trước cái tình thế này á, cho nên là cái sẵn tiện có sẵn cái đồ án xây dựng rồi đó vị, bắt đầu cũng lên đồ án rồi xây dựng khu vực một chợ chợ mới luôn, quy mô mới toàn diện hơn, và bắt đầu làm. Thì cái khu vực chợ đầm bây giờ đó, thì lúc trước nó là một cái đầm quý vị, cái đầm ở từ sông cái nó, cửa sông cái nó ăn sâu vào ở ngay chỗ dưới chân cầu Hà Ra bây giờ, ăn sâu vào nó thành một cái đầm. Cho nên là muốn xây được cái ngôi chợ thì bắt buộc phải phải lắp lắp cái đầm quý vị, cho nên là phải thổi cát rồi vào, thổi cát để mà lắp đầm, phải dùng cát vào lắp cái đầm này. Rồi là sau 6 tháng trời á, thì mấy cái đầm mới được lắp hết hoàn toàn. Cái kinh khủng vậy, nó chứng tỏ là cái đầm rất lúc trước này là nó bị xâm thực vào á, cho nên là đầm rất rộng, 6 tháng trời luôn á mới lắp hết được cái đầm. Đó, sau đó thì bắt đầu người ta họ mới thời điểm đó người ta mới xây dựng móng trụ, rồi bắt đầu mới xây lên một cái chợ đầm tròn như bây giờ đây. Đó, nó là hình tròn, hình hoa sen rất đẹp. Thì ngồi cái việc mà quá trình xây dựng cái đồ án để mà xây dựng cái chợ đầm tròn này vậy, thì cũng phối cảnh thêm những cái ngôi nhà nữa. Ngôi nhà bây giờ là hai cái tòa cao ốc á, là hai cái chung cư bây giờ vậy, đó là chung cư B với chung cư A của chợ đầm bây giờ đó. Thì hai chung cư này nó cao 4 tầng, tầng trệt là cái thương xá, và các cái tầng trên đó là cái chung cư được xây dựng theo cái đường lượng cong bao cái vành ngồi của ngôi chợ đầm tròn xung quanh của cái nhà tròn này. Thì cái chung cư B á, thì bây giờ là nó là hình vòng cung rất đẹp vì nó bao bọc hình vòng cung rất đẹp. Và chung cư A thì nó hình nó thẳng hơn, nó không có vòng cung như chung cư B. Và cái hai cái cao ốc này á, hai cái chung cư này, chung cư A và chung cư B này đó, được xây dựng cùng thời với cái chợ đầm tròn luôn. Và nó được khởi công, hai chung cư này nó được khởi công từ những năm 1970 và hoàn thành vào cuối năm 1972. Còn cái ngôi nhà tròn, cái chợ đầm tròn á, thì nó được cũng như là toàn bộ trong cái khu chợ luôn á, nó được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 1974 vậy đó. Nói chung là từ quá trình từ năm 70 đến 74 là hoàn thành cả về cái chung cư, hai chung cư A và B, rồi cả ngôi chợ đầm tròn bây giờ đó, như bây giờ luôn. Thì trong cái quá trình mà lúc bây giờ thì cũng xảy ra chiến tranh vậy, thì chợ đầm nó cũng bị hư hỏng rồi, hư hỏng nặng. Rồi sau này thì đến năm 1980 á, thì ngôi chợ đầm tròn này lại được sửa chữa một lần nữa, và nó khang trang đẹp đẽ hơn như bây giờ đó. Nó hình cánh sen, hình hoa sen rất đẹp. Thì bây giờ ngôi chợ đầm tròn cũ này thì chợ đầm tròn này thì nó cũng cũ rồi vậy, giờ cũng tạm đóng cửa,
đóng cửa cả mấy năm nay, 2 năm nay rồi thì phải. Và ngôi chợ Đầm Tròn, ngôi chợ Đầm mới được xây dựng là nằm phía sau của chợ Đầm Tròn cũ này. Đó, bây giờ nó hình vòng cung bọc phía sau. Và dự kiến thì chợ Đầm Tròn cũ sẽ chắc cũng sẽ nó hư hỏng rồi, nó không an toàn đó vậy. Cho nên là có thể sẽ theo dự kiến là sẽ đập để mà xây phía trước này thành một cái khuôn viên rộng lớn để cho nó khang trang, nó đẹp hơn, mới hơn vậy. Giờ trải qua theo nhiều thời gian thì phải công nhận thì ngôi chợ Đầm Tròn cũ nó cũng khá là đẹp đó. Nó cũng là một cái biểu tượng của thương mại thành phố biển đó. Nhưng giờ nó cũ kỹ quá rồi, chắc cũng phải theo thời gian thì theo sự phát triển thì chắc cũng phải loại bỏ thôi. Dạ. Dạ, bây giờ em đi qua đây là thuộc khu vực của bên này là chuyên bán đồ tươi sống này vị, thịt cá đồ nằm bên này. Còn ở bên trong chợ thì bán đồ khô rồi quần áo các loại. Ở đây buổi sáng có bán thịt heo, thịt gà rồi cá rồi các loại mà em thấy. Ở bên này thì có vẻ như cũng vắng vẻ quá vậy, đấy, người bán thì nhiều mà mua cũng ít quá, cũng vắng quá. Tình hình chợ cuối năm mà như thế này là khá là vắng vẻ. Kinh tế khó khăn, người mua người bán nó cũng ảnh hưởng. Người mua thì khó khăn quá thì họ sẽ cắt giảm lại chi tiêu. Đây thịt heo này quá trời luôn, rồi có chim cút nữa nè mình. Cái khu vực bán đồ tươi sống của chợ Đầm đó, thì nó không có lớn, không có rộng bằng ngôi chợ số mới cũng như là ngôi chợ ở Vĩnh Hải vậy. Chợ Vĩnh Hải và chợ số mới là 2 ngôi chợ khu vực quầy tươi sống đó, rộng lớn lắm, bán rất là nhiều. Đây có bán thịt gà này. Phía trước con đường này là con đường Nguyễn Hồng Sơn quý vị. Cái này con đường này nó nằm phía sau của chợ Đầm Tròn cũ và đồng thời cũng là phía sau của chợ Đầm mới luôn. Con đường này lúc trước á, là nó đường đất quý vị, nó dơ lắm, nó dơ, mùa mưa là nó dơ, mùa nắng thì nó bụi, nó gồ ghề. Và con đường này cũng vừa mới được làm xong, có hệ thống cống thoát nước đồ luôn và đường cũng láng nhựa luôn, rất là sạch sẽ vậy. Cho nên là đi ngang qua khu vực này là giờ thấy nó sạch sẽ hơn nhiều rồi, và con tiểu thương buôn bán đồ cũng thoải mái hơn, người đi mua cũng đi lại rồi nó cũng dễ dàng hơn vậy. Đó, có phân làn đường rồi luôn, nó đi thẳng nữa vì sẽ ra giao với con đường Sinh Trung đó, với con đường Nguyễn Thái Học. Đây là cái cổng bán đồ thủ công mỹ nghệ này. Và bây giờ em sẽ đi vòng vô lại khu vực của đồ thủ công mỹ nghệ này, cũng như là em sẽ đi lên tầng 2, tầng 3 cho cô chú chị bạn tham quan ở phía trên thử nha, xem tình hình như thế nào. Ở phía dưới thì các ngành hàng đồ khô, hải sản, rồi đồ thủ công mỹ nghệ, rồi các quầy tạp hóa này, rồi các đồ tre nứa, rồi đồ tiêu dùng quý vị, chén bát đồ các loại. Còn lên trên tầng 2 này, phía trước quý vị là tầng 2. Lên tầng 2 thì là khu vực bán quần áo, giày dép nha. Ở phía trên. Ở chợ Đầm này hình như cũng có thang máy nữa quý vị. Và lên còn một tầng phía trên cùng nữa là tầng số 3. Em sẽ đi lên, bây giờ em sẽ lên tầng số 2 trước cho cô chú chị bạn tham quan. Sau đó em sẽ lên tiếp trên tầng số 3 nha quý vị. Xem trên tầng số 3 thử như thế nào. Ở đây là tầng 2 nè. Tầng 2 ở phía trên này là bán quần áo này quý vị. Đó. Lên đây quần áo rất là nhiều. Và em lên trên đây thì em thấy cái lượng những cái kiosk mà mở cửa thì nó chiếm cũng khá là ít quý vị. Còn lại là một số kiosk nó vẫn còn đóng cửa rất là nhiều này. Đó. Những kiosk này vẫn còn đóng cửa và có một số kiosk thì cũng
chưa có hoạt động luôn. Chỉ có vài cái kiosk thì có mở cửa bán quần áo, giày dép, nhưng mà cái lượng bán cũng rất ít và cái lượng người đi lên để mua cũng vắng lắm. Đa số thì chợ đầm nó được cái phía dưới, tầng dưới khu vực của hải sản đồ khô rồi á, với đồ thủ công mỹ nghệ á, thì thấy là các kiosk nó có vẻ nó kín hơn, nhưng mà nó cũng chưa kín hết nha quý vị, chưa phủ hết 100%, nhưng mà nó vẫn đỡ hơn trên này. Trên này em thấy có vẻ như nó ít kiosk buôn bán kinh doanh quá, ít tiểu thương quá. Ở đây họ bán quần áo này, mấy cái đồ này em thấy nó cũng giống mấy cái đồ ở khu vực của chợ đêm. Đồ em bé nữa nè, đồ em bé, đồ người lớn, phụ nữ, nam nữ gì có hết. Thì lúc trước chợ đầm tròn cũ thì cũng khu vực buôn bán quần áo rồi nhiều lắm, nhưng mà chợ đầm tròn cũ lúc trước nó hơi chật chội, chật chội lắm, hành lang đi lại rồi nó hơi chật. Qua đời này thì em thấy nó rộng thoáng, thoải mái hơn này, đi lại thoải mái hơn. Nếu như mà cái lượng khách có đông đi nữa thì nó cũng đỡ hơn. Rồi bây giờ mời cô chú chú bạn lên tầng 3 thử nha, lên khám phá phía trên tầng 3 thử. Thì lúc trước chợ đầm tròn cũ thì cũng khách Nghe, khách Trung Quốc, thời điểm mà chưa xảy ra dịch rồi là họ tới chợ đầm tròn cũ mua đồ đông lắm. Từ cái ảnh hưởng dịch tới nay là chợ đầm nó cũng vắng đi, cái lượng khách du lịch nó vắng, cho nên là họ buôn bán kinh doanh nó cũng khó khăn hơn. Và đây là những hình ảnh của tầng 3 chợ đầm mới vậy. Để em đi lại đây, em quay bên kia của mình, đứng ở trên này mình có thể thấy được cái nóc nhà của chợ đầm tròn cũ này quý vị. Và ở phía trên của tầng 3 của chợ đầm mới này thì chưa có hoạt động gì vậy, chưa có kinh doanh, chưa kinh doanh gì hết á, vẫn là những cái kiosk đóng kín cửa hết. Đây. Đây là cái phía dưới của chợ đầm mới này, khu quầy đồ thủ công mỹ nghệ. Và phía trước vì cái cổng thì nếu như phía trước đó là cái chợ đầm tròn cũ quý vị, nếu như mai mốt mà chợ đầm tròn cũ chỗ này mà đập bỏ đi là phía trước là sẽ là một khuôn viên, thì cái cổng này sẽ là cái cổng chính của chợ đầm mới bây giờ. Họ đứng ở đây em có thể thấy được những cái nóc nhà của chợ đầm tròn cũ nè, chợ đầm tròn hình cánh hoa vậy, không, hình cánh hoa, hình chữ V, chữ V, gấp khúc rất là đẹp. Khu vực của tầng 3 này là vẫn còn im lìm vậy, chưa có hoạt động hết, rất là rộng luôn. Đây, em đứng ngay vị trí này có thể thấy được bên kia của chợ đầm này, vị chợ đầm tròn này. Đó. Đứng đây thấy được cái mái nhà của chợ đầm tròn cũ nè. Ở phía trên này vị. Mấy cái mái nhà hình chữ V ha, hình bông hoa sen. Đó, còn ngay chỗ cái cổng này của chợ đầm mới này, mai mốt nó sẽ là cổng chính luôn vị. Cổng này nó nằm ngay chính giữa luôn của chợ đầm luôn á, là sẽ là cổng chính luôn á. Nếu như mai mốt sẽ chợ đầm tròn cũ này được đập bỏ và xây khu vực trước đây là khuôn viên thì nó là cổng chính, còn hai bên hình cánh cung là hai cái cổng phụ. Và phía bên kia là vừa rồi là cái chung cư B hình vòng cung. Ở phía trước em thấy có một cái thang máy này đó, lên tới tầng 3 này là hết rồi. Như là chợ đầm này cũng có cái thang máy nè, vẫn có lắp một cái thang máy. Rồi bây giờ em đi xuống lại tầng 2 vậy. Như vậy là tầng 3 là chưa có hoạt động vậy. Tầng còn đây là tầng 2 nha. Tầng 2 cũng có những cái kiosk trống rất là nhiều luôn nè. Những cái chỗ này em đi tầng 2 là chỉ có vài cái kiosk mở cửa bán quần áo thôi à.
Còn khu vực xung quanh đây cũng rất là nhiều những kiosk còn đóng cửa. Đó, rồi qua bên đây thì cũng có được các cái quầy bán quần áo rồi. Nói chung là sau dịch thì chợ đầm bị ảnh hưởng khá là nặng. Sau dịch là chợ đầm không có còn nhộn nhịp như xưa nữa. Cái lượng khách nó vắng đi rất là nhiều. Thì lúc trước là khách có khách Trung Quốc, khách Hàn Quốc, rồi khách Nga. Còn bây giờ thì chỉ có một vài lượng khách Hàn Quốc với khách Kazakhstan. Thì họ vẫn lúc này ở phía dưới thì em cũng có quay, cũng có một vài vài đoàn khách Hàn rồi khách Nga, khách Kazakhstan đó. Nhưng mà nó cũng ít lắm, nó không có như lúc trước được. Và cũng có thể bởi vì mình khi mà tiểu thương dọn qua bên này, nó đang khu bên này thì nó rộng rãi hơn, thoáng hơn, không gian nó rộng hơn nên cảm giác nhiều lúc mình thấy nó lại trống vắng hơn nữa vậy. Còn chợ đầm tròn cũ thì các cái kiosk rồi họ san sát với nhau hết được, cho nên cảm thấy nó xôm tụ hơn, thấy nó buôn bán nó đông đúc hơn. Còn qua đây nó rộng hơn nên nó thưa thớt hơn, cảm giác nó thưa thớt hơn. Ở đây cũng là khu vực bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ này, rồi quà lưu niệm này, thủ công mỹ nghệ. Đây em thấy các cái giỏ sách và các cái món quà, giỏ sách rồi có các cái thổ cẩm nữa vậy, thổ cẩm rồi mũ. Đó, có hai vị khách Tây họ đang mua mũ. Đây em đem đi xuống lại tầng 1 nữa đây. Tầng 1 rồi. Đây, chỗ này bên tay phải là cái thang máy nè. Rồi em đi ra đây lại là các cái ngành hàng dưới tầng 1, như là đó, các cái đồ khô rồi nè, đặc sản, bánh tráng rồi bánh tráng xoài rồi quý vị. Rồi đồ rim khô, mực khô rồi mực rim rồi tôm nè, các loại. Ngành hàng dưới đây là ngành hàng ăn uống. Còn trên kia là quần áo. Đó, hiện tại thì chợ đầm mới thì chỉ có 2 tầng hoạt động thôi, tầng số 3 thì chưa có hoạt động. Rồi đi thẳng hướng này là vì ra lại cái cổng lúc nãy em đi vào. Rồi. Khu vực bán đồ hải sản, đồ khô. Rồi em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị bạn đã xem video nhé. Xin trân trọng kính chào cô chú anh chị bạn và hẹn gặp lại trong video tiếp theo sau ạ.